Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh Di Động FV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 2023. Thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác đang xem kênh của em. Một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc các bác nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh cho em xin một nút đăng ký, bật chuông thông báo lên. Hàng ngày thì bên em sẽ live stream review vào các buổi tối. Ví dụ như là video của ngày 16 thì em sẽ quay vào buổi tối ngày 15 các bác nhá. Đấy, nhanh gọn là như vậy. Nguyên tắc của bên em là như vậy. Khi mà quay xong, bác nào mà xem video thấy ưng cây nào thì cọc tiền em ship hàng cho các bác. Hoặc bác nào Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng em 111 Triều Khúc Hà Nội để xem máy. Hôm nay thì em lại về được một số máy giá rẻ để phục vụ đến cho các bác này. Giới thiệu từ cây rẻ tiền trước nhá. Cây đầu tiên Oppo A12 RAM 4/64GB. Cây này thì dành cho anh em gọi là lôi đồng cuối đá, giá rẻ có hơn 1 triệu thôi. Đấy, RAM 4GB, bộ trong là 64GB. Đây là Oppo A12 nhá. Facebook, Zalo các kiểu, YouTube các kiểu ầm ầm luôn. Cây này thì 2 sim 2 sóng, ngon lành cành đào, giá chỉ có 1.300.000. Tiếp theo, một cây Samsung Galaxy A12. Cây này thì màn của nó là 6.4 inch, hàng chính hãng của Samsung Việt Nam, 2 sim 2 sóng. Hình thức tầm con này đẹp tầm 90, con này rất đẹp này các bác này. Con này đẹp 98% nha các bác nhá. Cây này thì RAM 4, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, màn hình của nó thì 6.4 inch. Đây, RAM 4GB, bộ trong là 128GB. Và đặc biệt con này pin rất trâu luôn này các bác này. Con này viên pin của nó lên tới gọi là 5.000 mAh. Mong ước một điều mỏng manh, con này là hết pin thôi, chứ rất là khó các bác nhá. A12, 2 sim, pin 5.000, RAM 4, bộ nhớ trong 128. Cây này bán 2.3 triệu các bác nhá. Tặng cho các bác một cái giá màn hình và một bộ sạc cáp. Ốp lưng các bác về tự mua. Cây nào có ốp lưng thì em tặng cái ốp lưng, còn cây nào không có thì thôi. Cây A12 này em bán 2.3 triệu tặng sạc cáp, dán màn hình và phí ship là 30.000 các bác nhá. Sạc cáp thì nhà em là mặc định là 15W, còn bác nào thích 25W thì thêm 50.000 giúp em. Tiếp theo thì cây Samsung Galaxy A22. Cây này thì RAM 6GB và bộ trong là 128GB. Đằng sau được trang bị là quả 4 camera này. Máy thì hình thức của nó lưng cũng hơi chấm phẩy một tí các bác nhá. Lưng hơi phẩy một tí. Về viền của nó thì khá là ok. Nói chung là cây này thì hình thức em đánh giá tầm 95%. Màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì. A22, RAM của nó RAM 6, bộ trong là 128. Đấy, máy pin 5.000 các bác nhá. Pin rất trâu luôn, pin 5.000 mAh, 2 sim, phiên bản Việt Nam. Đấy, cây này thì em đang bán là bao nhiêu? 2.500.000 thôi các bác nhá. Màn hình con này là màn AMOLED. Đấy, rất đẹp luôn. A22 hơn 2 triệu thôi là các bác sở hữu một con này rồi. Dùng rông dài rất ngon luôn. Giá có hơn 2 triệu. Cây 2 triệu rưỡi các bác nhá. Tiếp theo một cây Xiaomi Redmi Note, cây này là cây Xiaomi 11 Lite 5G LE. Đấy, cây này thì hãng của Xiaomi. Cây này thì hình thức của nó được tầm 98%. Mọi chức năng hoạt động ok, hỗ trợ 5G, bộ trong là 128GB và RAM của nó RAM 8+3, tương ứng khoảng 11GB RAM, 2 SIM 2 sóng và hỗ trợ 5G. Cây Xiaomi này hiện tại thì em đang bán là 3.800.000 các bác nhá. 3.800.000 một cây Xiaomi 11 Lite 5G LE này, 3.800.000 thôi. Tiếp theo thì tầm loanh quanh hơn 3 triệu thì có một ông tướng trong cái phân khúc tầm giá này. Đây là A90 5G anh em nhá. A90 5G. Đấy, tầm này nó lên tới cỡ tầm ông tướng rồi chứ không còn là ông vua nữa. Hiện tại thì dòng này thì trong cái phân khúc mà hơn 3 triệu ấy thì em nó đúng là gọi là không anh nào dám nhận là số 2, bởi vì em nó đã nhận là số 1 rồi. Các bác nhá. A90 5G này màn hình của nó là màn AMOLED, hội tụ đầy đủ mọi thứ hay ho mà giá chỉ có hơn 3 triệu thôi. Là các bác biết là con này nó đáng để sử dụng thế nào rồi. Cây này thì màn 6.7 inch, màn AMOLED, RAM 6GB, bộ trong của nó là 128GB các bác nhá. Chạy qua chip Snapdragon là 855, con chip rồng chip phượng đấy, người ta gọi là chip rồng chip phượng đấy các bạn. Hỗ trợ 5G, pin 4500. Hiện tại thì giá loanh quanh tầm 3.300.000 một cây thôi các bác nhá. Về hình thức của máy thì nó cũng có phẩy một chút ít. Đây, nó cũng có phẩy một chút ít viền, không đáng kể. Đấy, hiện tại thì ông tướng trong cái phân khúc tầm giá 3 triệu này thì chính là A90 5G, giá 3.300.000 một cây. Bác nào mà yêu thích dòng A90 5G thì các bác gọi cho bên em các bác nhá. Gọi cho bên em để đặt hàng ngay đi. Số điện thoại thì em để trên màn hình đây rồi. Dòng này thì anh em gọi là mua con này về dùng thì quá là bá đạo và ngon luôn. Giá thì chỉ có loanh quanh 3 triệu, hơn 3 triệu một tí thôi. 3.300.000, cụ thể là 3.300.000 các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại cao tiền hơn một chút là dòng Galaxy S21 này các bác này. S21 thì hiện tại cửa hàng em còn đúng 3 máy này thôi các bác nhá. 3 máy này thôi. Hai cây màu đen, một cây màu tím mộng mơ. Đấy. S21 thì đúng là gọi là
trong cái màn hình nhỏ gọn của nó thì được vô đối luôn, dùng rất sướng luôn. Cái này là phiên bản Mỹ các bác nhá, phiên bản méo, đọc sang mồm hơn là phiên bản USA. Đấy, màu tím này các bác này, màu tím mộng mơ, màu đen gọi là đen huyền bí. Cái này thì hình thức của nó được tầm 98%, máy zin chuẩn chỉ, đạt yêu cầu luôn các bác nhá. Zin chuẩn và mọi chức năng là hoạt động OK hết. S21 5G, 2 SIM 2 sóng, màn 6,2 inch, tần số quét là 120Hz, pin 4000. Đấy, nói chung trang bị tận răng luôn, RAM 8 128GB, chip Snapdragon là 888. Máy camera chụp ảnh đẹp, mượt ngon. Người ta chỉ kết mỗi câu là ngon thôi, còn chả có cái câu gì để nói con này nữa. Máy nhỏ gọn cho anh em đi lại nhiều, đút túi quần nhiều thì làm con này cho em. Giá 6 triệu một cây rồi các bác nhá. Nói là nhỏ thôi nhưng thực ra kích thước màn hình của nó lên tới cũng 6,2 inch đấy, chứ không phải là quá bé đâu. 6,2 inch là một kích thước rất là vừa tay luôn. Nếu mà anh em mà để nghe gọi rồi lướt web nước hết các kiểu thì con này là một trong những con đi lại nhiều thì rất là hợp lý nha các bác nhá. S21 5G, giá loanh quanh chỉ có giá là bao nhiêu? 6 triệu tròn một cây thôi. Hiện tại còn 2 cây màu đen, 1 cây màu tím. Ở clip hôm trước thì em cũng khá là nhiều hàng và các bác lấy hết rồi. Đấy, máy zin chuẩn chỉ đẹp 98%, bán 6 triệu nha các bác nhá. 6 triệu lốt, bác nào yêu thích dòng S21 thì các bác gọi cho Di Động MV đặt hàng luôn. Tiếp theo cao tiền hơn một chút, các bác múc ngay cho em một con hàng S21 Plus để cho em. S21 Plus các bác nhá. Cao tiền hơn một tí mà màn to thì các bác múc con S21 Plus này giúp em. Đây chính là cái dòng phiên bản Mỹ, màn hình của nó là 6,7 inch. Về cửa hàng em này em áp dung quốc tế, loại bỏ hết áp giác áp thừa, logo khởi động là logo quốc tế anh em nhá. Đây, máy hỗ trợ 5G, 2 SIM 2 sóng. Màn của nó là màn 6,7 inch, tần số quét là 120Hz. Pin của nó là 4800 mAh, RAM 8GB và bộ trong của nó là 128GB. Chip xử lý là Snapdragon là 888. Camera thì chụp ảnh gọi là siêu sắc nét, camera room đến gọi là, con này thì gọi là camera cho anh em nào thích chụp ảnh gọi là tự sướng nhiều thì cứ múc cây này các bác nhá. S21 Plus hiện tại thì hàng em cái lô này thì nó hơi phải một chút và giá thì em bán cũng rất là rẻ thôi, tùy cây thì giá khác nhau. Ví dụ như cây số 3 đây, màu tím mộng mơ. Đấy, hình thức của nó được tầm hình thức của nó phải nhẹ tí viền không đáng kể thì những cây này em bán là 6.800.000 nha các bác nhá. Có cây thì 7 triệu với cây số 6 này này. Đấy, cây số 6 này thì nó đẹp hơn một chút thì em bán là 7 triệu, viền vùng các kiểu ngon hơn thì là 7 triệu các bác nhá. Đấy, tùy hình thức mà giá nó sẽ khác nhau. Cây số 6 này 7 triệu này. Cây màu đen, màu đen em có một cây số 12 7 triệu lốt, zin chuẩn chỉ luôn, màu đen các bác nhá. Đấy, màu đen. Cây này hình thức đẹp 98 này các bác này, đẹp 98 luôn. Cây số 12 7 triệu. Ngoài ra còn mấy cây màu bạc này, đấy, màu trắng bạc giá chỉ có 6 triệu 600 nghìn thôi. Mấy cây này gọi là thanh lý xả hàng thôi các bác nhá. 6 triệu 600 nghìn cây số 9. Hình thức viền của nó là phẩy nha các bác nhá, viền xước này. Đấy, viền xước. Tình trạng cứ như nào là em báo rõ như cho các bác như thế. Đây, viền xước như này. Thì những cây như này thì 6 triệu 600 nghìn thôi, lưng lưng zin chuẩn chỉ luôn. Camera đẹp chuẩn chỉ, màn đẹp chuẩn chỉ, không ám mố gì, không điêu ảnh gì, chỉ có mỗi cái viền phẩy một chút ít như vậy. Thì em đang bán là 6 triệu 600 nghìn các bác nhá. Tặng cho các bác một cái ốp lưng, sạc cáp và giá màn hình. Đây là cây số 9, 6 triệu 6. Cây vài cái cây S2 cái cây màu bạc này thì em còn mấy cây 6 triệu 5, 6 triệu 6 thôi nhá các bác nhá, không có hàng đẹp, không có hàng đẹp hơn. Hàng như này là cũng rất là chất lượng rồi. Giá chỉ có hơn 6 triệu một cây thôi. Em nói thật là quá rẻ luôn. Đây, viền nó hơi xấu nhá. Viền hơi xấu như này. Đấy, 6 triệu 600 nghìn một cây Galaxy S21 Plus. Ngoài ra thì em còn một cây hàng 7 triệu màu màu tím mộng mơ nữa này. Cây này thì cây số 5, 7 triệu các bác nhá. Hình thức thì hàng 7 triệu này là thì nó cũng có xước nhưng mà nó xước ít hơn. Đấy, cây này 7 triệu, cây số 5. Đấy, bác nào mà yêu thích dòng Galaxy S21 Plus thì các bác gọi cho em. Dòng này dùng cũng rất là hay các bác nhá. Dòng này dùng rất là hay luôn. Em đánh giá cái dòng S21 Plus phiên bản màu phiên bản S21 Plus này dùng cực sướng luôn. Đấy, dùng sướng, màn to, lướt web nhanh mà giá chỉ có hơn 6 triệu một cây thôi. Cho anh em về chiến game hoặc về lướt web, về chụp ảnh các kiểu thì quá là ngon luôn. Giá loanh quanh 7 triệu đến chưa đến 7 triệu, 6 triệu rưỡi một cây là các bác sở hữu được cây Galaxy S21 Plus rồi. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác dòng Galaxy S21 Ultra này các bác này. 21 Ultra thì hiện tại em còn hàng A và hàng A trừ các bác nhá. À, hàng A thì hết rồi, còn hàng A trừ thôi. Hàng A trừ này thì hình thức của nó được tầm 97%. Mọi chức năng là nguyên zin nguyên bản 100% nha các bác nhá. A trừ này thì viền gọi là thi thoảng nó có những cái chỗ nó xước nhẹ một ít xíu như này này. Đấy, nó có gọi là xước tí ti, không đáng kể. Người ta gọi là không đáng kể. Máy thì đẹp tầm 97%.
Đấy, 96,69% các bác nhá. Dòng Galaxy S21 Ultra này thì là một trong những dòng điện thoại cực kỳ hầm hố luôn. Quả camera zoom đến 100x luôn. Chỉ dành cho anh em buồn buồn lôi ra ngắm chị hàng xóm thôi nhá. Con này mà lôi ra ngắm chị hàng xóm thì zoom đến tận lông chân luôn. Đấy, zoom đến nét đến từng lông chân luôn các bác nhá. Cây Galaxy S21 Ultra này thì màn của nó là màn hình 6,8 inch. Đấy, cây này thì tần số quét là 120Hz và màn 2K+ các bác nhá. Hai sim hai sóng và hỗ trợ 5G. Đây là phiên bản Mỹ. Đấy, em giới thiệu trên video thì em giới thiệu rất là kỹ rồi. Pin của nó là 5000, chip Snapdragon là 888. Camera thì chụp ảnh đẹp, máy zin chuẩn chỉ, bao full bao zin. Cây này hiện tại thì em đang bán hàng A trừ này là 9.500.000 các bác nhá. 9.500.000 một cây hàng A trừ nhưng mà chất lượng cũng rất là ok này các bác này. Đấy, 9.500.000 chất lượng rất ok luôn các bác nhá. Đây là cây số 5, 9.500.000. Còn ngoài ra có cây số 1 này cũng hàng A trừ 9.500.000 nốt. Đấy, bác nào mà yêu thích dòng Galaxy S21 Ultra thì các bác có thể đặt hàng cái loại này, dùng cũng rất là ok luôn các bác nhá. Ngoài ra còn một cây hàng B 9.300.000 này các bác này. S21 Ultra cây số 2 hàng B 9.300.000, vỏ vụng các kiểu cũng khá là ngon, gọi là phải nhẹ tí xíu không đáng kể, 9.300.000 cây số 2 các bác nhá. Đấy, bác nào mà yêu thích dòng Galaxy S21 Ultra thì các bác gọi cho em để đặt hàng. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng thấp hơn này các bác này, thấp tiền hơn nha các bác nhá. Thấp tiền hơn thì các bác book ngay cho em một con Galaxy S20 5G phiên bản mẽo, phiên bản USA. Cái này thì Galaxy S20 màu trắng phiên bản Mỹ. Máy 2 sim 2 sóng màn 6,2 inch. Cây này thì dành cho anh em thích nhỏ gọn nha. RAM 8/128GB, chip Snapdragon 865. Cây này thì 2 sim và hỗ trợ 5G, màn AMOLED ngon luôn, trước sau đều bằng kính. Đấy, hình thức thì cũng có phẩy một chút, có cây phẩy nhiều hơn, có cây phẩy ít hơn. Đây nói chung là hình thức có xước các bác nhá. Xước nhẹ trên viền. Nói chung là viền zin này thì không tránh được đâu anh em ạ. Viền zin này thì không tránh được đâu. Hiện tại thì em bán cái dòng này là 4.500.000 một cây rồi nhá. 4.500.000 một cây Galaxy S20 nhỏ này, tặng cho các bác một cái ốp lưng sạc cáp và giá màn hình. Đấy, phí ship là 30.000 và bác nào cần sạc 25W thì thêm 50.000 giúp em. 4.500.000 rất là rẻ luôn. Thì trên viền nó cũng có phẩy một chút nhá. Anh em nào mà mua thì lưu ý là nó có phẩy viền một chút như này này. Đấy, nó gọi là lông tơ con kiến dụng trên này thôi. Đấy, như này là chấp nhận ok rồi. Giá thì nó cũng rẻ, chỉ có hơn 4 triệu một cây Galaxy S20. Tiếp theo thì S20 Plus em còn đúng một cây phiên bản Mỹ này các bác này. Cây này màu đen. Phiên bản Mỹ. Đấy, S20 Plus. Con này màn của nó là màn 6,7 inch. Loa thì loa kép, màn thì 2K và tần số quét là 120Hz. Nói chung cây này thì trang bị đến cấu hình thì tận răng luôn. Máy thì 2 sim 2 sóng và hỗ trợ 5G. RAM 12GB, bộ trong là 128GB. Pin 4500, chụp ảnh thì đẹp. Đấy, cây này hiện tại giá bao nhiêu? Em đang bán nốt là 5.600.000 nhá. 5.600.000 một cây Galaxy S20 Ultra, còn một cây duy nhất này 5.600.000. Đấy, hàng này thì gọi là viền nó cũng hơi phải một chút. Thế nên em mới bán cái giá 5.600.000 thôi các bác nhá. Bác nào yêu thích dòng S20 Plus thì các bác gọi cho em. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại Note 20 này các bác này. Hôm nay thì Note 20 giá cực kỳ êm luôn các bác nhá. Note 20 thì em có phiên bản Hàn, bản Mỹ thì hiện tại thì gần như hết hàng rồi. Có tí còn một cây em giới thiệu Note cho các bác. Phiên bản Hàn thì giá loanh quanh từ hơn 4 triệu cho đến hơn 5 triệu một cây thôi các bác nhá. Người ta gọi là trên dưới 5 triệu là các bác sở hữu được một cây Galaxy Note 20 này rồi. Những cái dòng mà điện thoại đời thấp thấp, ví dụ như Note 8, Note 9, Note FE, Note 1, Note 2, Note 3, Note 4, Note 5 ấy, thì em không bán nữa nhá. Những cái dòng ở đời nó quá sâu rồi. Bán những cây đi về dùng ức chế đó, không dùng được đâu các bác ạ. Các bác làm ngay cho một em một con Note 20 cho em. Giá thời điểm này nó cũng rất là rẻ, các bác có thể lựa chọn những cái hàng nó phẩy một chút như này. Giá có 4.800.000 một cây thôi. Thì các bác không mua cái loại này thì mua cái mấy cái con Note 8, Note 9 làm đi cho nó khổ ra. Ví dụ như cây số 1 này thì nó là Note 20 và em sẽ giới thiệu cấu hình cho các bác trước, sau đó sẽ giới thiệu từng cây một. Em bán là bán theo hình thức thôi nhá, hình thức máy thôi. Còn lại thì chức năng thì em bao full hết chức năng và máy thì em bao zin nha các bác nhá. Màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám ố, không lưu ảnh gì. Đấy, em gọi là bán theo hình thức của máy thôi. Cây số 1 tại sao mà chỉ có 4.850.000 cây màu đỏ này. Cây này thì viền của nó hơi phẩy một tí như này các bác nhá. Người ta gọi là hơi cấn một tí như này. Còn người ta gọi là con này là viền xấu. Đấy, nói nhanh gọn là viền xấu như này. Máy màu đỏ lam tính. Cây này thì một sim phiên bản Hàn. Lô này thì toàn phiên bản Hàn thôi. Bản Hàn này thì anh em sẽ được cái bộ nhớ trong của nó lên tới 256GB này. Đấy, chip Snapdragon là 865. RAM thì là RAM 8/256. Máy hỗ trợ 5G một sim. Pin của nó là 4.300, màn 6,7 inch, loa kép. Con này thì trang bị tận răng luôn. Anh em bỏ ra một cái số tiền có 4.800.000, em nói thật là quá rẻ.
mà sở hữu được một con Galaxy Note 20 có bút S Pen các kiểu này để dùng. Đấy, rất rẻ, cây số 1 này viền nó hơi xấu một tí, 4,8 triệu. Cây hai số 24, 5,2 triệu. Cây này màu đen nam tính này anh em này, màu đen nữ tính này. Đấy, cây này thì viền của nó xem nào. Nói chung là 5,2 triệu thì cũng có xước nhưng nó là xước ít các bạn nhá. Hình thức cây này được tầm 97%, mọi chức năng hoạt động ok, máy nguyên zin nguyên bản 100%. Cây số 24 màu đen, cây này thì em đang bán với cái giá là 5,2 triệu các bạn nhá. Màn hình thì đương nhiên là đẹp chuẩn chỉ nguyên zin nguyên bản rồi. Cây số 24 5,2 triệu. Tiếp theo thì giới thiệu cho bác một cây thật rẻ cho các bác lựa chọn này. Cây này thì cây số 20 này. Cây này xước màn có 4,800,000 thôi nhá. 4,800,000 cây xước màn này thôi. Viền hơi phẩy này, viền hơi phẩy, màn hơi xước một chút. Cây này dán màn hình nên là ô sờ kê luôn. Màn hình thì đẹp trong veo luôn, không ám ố, không nhiều ảnh gì. Chỉ có mỗi cái là nó xước màn một chút như vậy. Thì em đang bán cây này với cái giá là 4,8 triệu. Ngoài ra em giới thiệu tiếp một cây còn rẻ nữa này các bạn này. Cây này chỉ có 4,500,000, cây này lưng của nó hơi sida một tí các bạn nhá. Gọi người ta gọi là hơi xấu, nhưng viền thì lại rất là đẹp luôn. Cây này thì lại viền xung quanh rất là đẹp, bên trên thì hơi phải một chút. Màn hình thì đẹp ngon. Đấy, cây này em bán 4,500,000 cho nó giật mình các bạn. Đấy, cây này em bán 4,5 triệu nghe cho nó giật mình các bạn nhá. Giá bên em là những cái cây này em bán là chuẩn giá chứ em không mặc cả. Anh em nào mua được cái giá nào thì hãng inbox. Cây này thì các bác về làm có ốp 20,000 vào đây giúp em, đảm bảo nó lại như ngọc tờ đinh ngay. Đấy các bác nhá. Như này thì đang như là thị lở này, nhưng mà các bác chỉ cho có ốp 20,000 vào đây thì nó là ngọc tờ đinh. Đấy các bác hiểu chưa? Cây này thì phiên bản Hàn, màn đẹp trong veo luôn. 4,5 triệu. Thanh lý gọi là thanh lý xả hàng thôi các bác nhá. Gọi là thanh lý xả hàng thôi chứ cây này em nói thật là trả lãi lò thì mấy cái cây kiểu như vậy. Đấy các bác về dùng ốp là ngon. Thực tế thì em nói thật là những cái lưng của con này rất là rẻ. Lưng con này bây giờ chỉ có tầm 50,000 thôi là đã thay được một cái lưng mới rồi, nhưng bên em sẽ không thay và để nguyên zin nguyên bản này bán cho anh em về dùng cho nó zin cho nó chuẩn. Đấy, thay mất zin thôi. Thực ra thay lưng thì nó chả ảnh hưởng gì. Nhưng mà anh em mua những cái giá 4,5 triệu này em nói thật là giá rất rẻ rồi các bác nhá. Đấy, chỉ dùng cái quả ốp 30,000 mà phát là đúng là người ta gọi là spa đấy, như ngọc tờ đinh ngay. Cây này thì 4,5 triệu thôi, rất rẻ các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các cây số 14 phiên bản Hàn màu đồng. Cây này 5,000,000 này, cây này ok sake luôn, viền vổ ngon, 5,000,000 quá rẻ. Viền máy xước một vết trên màn hình, xước nhẹ trên màn hình một vết. Đấy, cây số 14 5,000,000. Cây số 12 5,5 triệu này. Đấy, dành cho anh em nào thích gọi là đẹp hơn nữa. Đấy, nhiều anh em gọi là thích gọi là phải phẩy thôi cho nó rẻ, nhưng nhiều anh em thì cứ phải lét nền nẹt cơ, nên là mỗi người có một nhu cầu khác nhau. Cây này thì cây số 12 5,5 triệu. Cây này thì hình thức của nó thì được tầm 98% nha các bác. Cây này khá ok luôn này, ngon luôn. Cây số 12 đấy, nó chỉ gọi là phẩy bẩn tí theo thời gian thôi. Cây này lau chùi đi là nhìn rất là đẹp nha các bác nhá. Cây số 12 này màn mổ ngon, nói chung là cây này được. Cây này các bác mua con này quá hời luôn, 5,5 triệu cây số 12. Ngoài ra thì em giới thiệu cho các bác một con gọi là một em hàng gọi là lét nẹt nẹt nữa. Cây này 99% gọi là ngọc tờ đinh các bác nhá. Cây này thì em đang bán với cái giá là bao nhiêu, 5,8 triệu đi. Dành cho anh em nào gọi là nam tính và mạnh mẽ thì múc con này. Giá thì đi liền với chất lượng, hàng đẹp, có nhìn viền vùng các kiểu lo lét nẹt nẹt luôn các bạn nhá. Cây này thì hàng đẹp hơn, đẹp tầm 98-99%. Cây này thì em đang bán cây này với cái giá cây số 7 này 5,800,000. Đấy, ngoài ra có cây màu đỏ 5,2 triệu, cây số 4 này. Đấy, anh em nào mà thích thì múc luôn cây này. Cây này thì viền nó có hơi phẩy một tí thôi, giảm luôn còn 5,000,000 cho nó tròn. Đấy, cây này thanh lý xả hàng. Đấy, giảm luôn 5,000,000 cho anh em múc cho nó dễ nhá. Đấy, hàng Note 20 nhà em rất là nhiều. Cây số 2 5,000,000. Cây này quá ngon luôn, cây này sao nó rẻ thế nhỉ. Cây này đáng lẽ nó phải là 5,2 triệu mới là chuẩn này, nhưng mà thôi, để ra 5,000,000 rồi vẫn để cho anh em 5,000,000 nhá. Đấy, cây số 2 5,000,000. Ngoài ra còn một cây phiên bản Mỹ. Phiên bản cây này là màu xanh ngọc. Hình thức của nó thì nó hơi cấn một số chỗ. Đấy, máy zin chuẩn chỉ nhưng mà gọi là hơi cấn một tí. Thì cây này em đang bán với cái giá là bao nhiêu, 5,500,000 thôi các bác nhá. Máy bản Mỹ 2 sim màu xanh ngọc, màn hình đẹp không xước sát gì. Đấy, màn đẹp chuẩn chỉ không xước sát gì. Cây này thì em bán là 5,5 triệu nha các bác nhá. 5,500,000. Cây Note 20 5G phiên bản Mỹ này. Bản Mỹ thì nó sẽ dùng được 2 sim, trong đó một sim vật lý và một eSIM, và RAM 8/128GB, chip Snapdragon 865. Cây này thì hình thức của nó hơi phẩy một chút thì em đang bán là 5,5 triệu nhá. Bản Mỹ, máy zin chuẩn chỉ luôn, 5,5 triệu. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại Galaxy. Giới thiệu cho các bác Galaxy S20 Ultra. S20 Ultra thì hôm nay gần hết hàng rồi. Và
Giá thì loanh quanh rất là rẻ luôn, chỉ có hơn 6 triệu là các bác sở hữu được một cây Galaxy S20 Ultra. Cây đầu tiên cây này màu đen, 6 triệu 8 giá em báo sau nhá. Giá em báo sau và em sẽ giới thiệu cấu hình cho các bác trước. S20 Ultra này thì màn của nó là màn 6,9 inch. Cây này thì cầm rất là đầm tay luôn. Gọi cho anh em tay to thì cầm con này thì vô đối luôn. Hôm nay mấy bác đến xem và chốt rất nhanh gọn lẹ con dòng S20 Ultra này. Bởi vì sao? Bởi vì anh em rất là gọi là tay to. Tay to cầm con này đầm tay các bạn, cầm rất là sướng các anh em. Camera thì 100x luôn. Camera con này thì đúng là chỉ dành cho những anh em fan của ngắm chị hàng xóm thì hãng múc con này. Bởi vì camera nó zoom quá xa các bạn, zoom quá xa. Đấy, chị hàng xóm mà ngồi cách xa tầm 100m thì các bác cứ ngồi một chỗ thôi, các bác zoom đến và ngắm lông chân chị hàng xóm thì nó là bá đạo luôn các bạn nhá. Đấy. Cây này là Galaxy S20 Ultra 5G, 2 SIM hỗ trợ 5G. Pin của nó là 5000 mAh. Viên pin này thì anh em gọi là dùng thì chiến game mới về chụp ảnh, mới xem nghe nhạc, xem phim cái hết đêm cũng chả hết pin. Đấy. Máy này thì 2 SIM hỗ trợ 5G này, xem RAM 12GB, bộ trong là 128GB, màn 6,9 inch đẹp trong veo như cái 18 luôn này. Cây này thì chạy con chip Snapdragon là 865 các bác nhá. Cấu hình thì gọi là khỏi bàn rồi. Nghe đến cấu hình con này thì nghe đến đâu có sướng hết quan tài đến đấy luôn. Cây màu đen đầu tiên, cây này thì em quên em chưa đánh số. Thì hình thức của nó gọi là phẩy nhẹ một tí xíu thôi. Gọi là góc ghiếc là nó gọi là phẩy phẩy nhẹ tí xíu như này các bác nhá. Người ta gọi là sức nhẹ một tí như vậy nhưng không ảnh hưởng gì. Màu đen nam tính như này thì cây này em đang bán là 6.800.000. Cây này thì có số email của nó là bao nhiêu? Đấy, số email của nó là 0787. Mấy cây này quên không đánh số nên là chốt qua số email nó rất là mất thời gian. 0787. Đấy, cây này thì em đang bán là 6.800.000 nhá. Cây màu đen số 2. Cây màu đen số 2 thì trông mạnh mẽ và đầy nam tính. Cây này thì viền hơi phẩy này. Đấy, viền hơi phẩy hơn. Phẩy hơn cây kia một chút, còn lại lưng liếc đẹp, trần chỉ, máy zin, màn đẹp trong veo luôn. Thì cây này cũng là 6.600.000 các bác nhá. Cây này rẻ hơn cây kia 200. Cây này có số mây là 5336. Đấy, 5336 nhá. 6.600.000. Đấy, tình trạng thì gọi là máy full zin chuẩn chỉ, chỉ có mỗi cái hình thức khác nhau để bán giá khác nhau thôi. Cây này thì cũng là chuẩn chỉ luôn. Cây này xem có số mây bao nhiêu. Cây này số mây là 6334. Xem cây này hình thức cũng là 6.600.000 nhá các bác nhá. Viền hơi phải này, viền hơi xấu này. Đấy, các bác nhìn chưa, viền hơi xấu. Thì cây này em bán với cái giá là bao nhiêu? 6.600.000 nha các bác nhá. 6.600.000. Đại loại là chỉ có mỗi cái cây mà em dán cái tem đằng sau như này này. Đấy, có mỗi cái cây tem đằng sau này thì là 6.800.000, còn hai cây này là 6.600.000. Một cây nữa màu xám màu bạc này các bác này. Cây này thì màu đây cây này màu ghi, màu ghi xám các bác nhá. Cây này thì hình thức của nó được tầm 97% thì cũng là 6.800.000. Đấy, S20 Ultra. Máy zin chuẩn chỉ, mọi chức năng hoạt động OK hết, màn đẹp trong veo luôn. Cây này em bán với cái giá 6.800.000. Đấy, bác nào yêu thích dòng Galaxy S20 Ultra thì các bác gọi cho bên em các bác nhá. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác cái dòng điện thoại lốt 20, sau đó sẽ giới thiệu lốt 10 Plus và lốt 10 là kết thúc clip các bác nhá. Lốt 20 hàng bom tấn, hàng nét nền nẹt không vết mối đốt, giới thiệu cho anh em đây. Đây là dòng Galaxy lốt 20 5G. À, lốt 20 Ultra 5G các bác nhá. Lốt 20 nó khác với lốt 20 Ultra. Đấy, các bác là hiểu lôm la nó như vậy. Đây, nó là hàng led nền nẹt đẹp 99,69%, chỉ dành cho anh em gọi là thích hàng led, hàng đẹp, hàng zin chuẩn thôi. Cây này thì nguyên siêu ly lông các bác nhá. Đây, nguyên siêu này. Đấy, siêu chiếc còn nguyên luôn, siêu lưng siêu màn, lột ra mới led nền nẹt luôn, gọi là không tì vết, đẹp như ngọc tơ linh luôn các bác nhá. Đây này, cái miếng dán cũng là miếng dán của nhà máy luôn. Anh em về chỉ việc gọi là nhận một cái máy như này, anh em về lột cái miếng dán này ra thì bên trong nó có một cái miếng dán nhà máy người ta dán sẵn rồi. Đấy, thì đây là Galaxy lốt 20 Ultra 5G với form thiết kế của nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Máy thiết kế theo mối màn hình vuông kiểu này. Ngày xưa em nói thật là ngày xưa ra cái dòng lốt này là niềm ao ước của bao nhiêu người luôn. Cách đây 2 năm mà để mà sở hữu con này thì phải bỏ ra số tiền về hơn 20 triệu. Nhưng thời điểm này Di Động MV đang bán con này chỉ 9.800.000 là các bác mua được một con lốt 20 Ultra 5G này rồi các bác nhá. Màn hình là màn hình AMOLED 6,9 inch, màn 2K cộng và tần số quét là 120Hz. Nói chung là công nghệ tiên tiến nhất trên cái máy, trên điện thoại đã được trang bị vào con này các bác nhá. Màn to, độ phân giải cao, tần số quét cao thì em nó là số 1 luôn. Pin của nó là 4500, RAM 12GB, bộ trong là 128GB và dùng được thẻ nhớ mở rộng. Con này thì chạy con chip Snapdragon là 865 cộng, camera thì chụp 50x thôi. Con này thì gọi là
chụp ảnh cũng xếp vào top gọi là bá đạo các bác nhá. Xếp vào top của con này cũng là xếp cái top bom tấn ấy, cũng là xếp top top 1 top 2 của dòng chụp ảnh điện thoại này các bác nhá. Thì hiện tại thì Galaxy Lốt 20 Ultra 5G này em đang bán với cái giá là 9.800.000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng dán màn cho hàng LED nền nền này, chỉ dành cho anh em yêu hàng chất thôi nhá. Bây giờ mà bỏ ra số tiền mới thì một số tiền loanh quanh 10 triệu các bác chỉ mua được con Samsung A73 thôi, là những cái hàng mới thì nó cũng phải tầm 10 triệu rồi. Mà các bác con A73 thì đúng là so con này thì chỉ sách dép cho nó thôi, so với sách dép trong Lốt 20 thôi các bác nhá. Đấy, loanh quanh 9.800.000 là các bác sở hữu được một cây máy zin chuẩn chỉ này rồi, có màu đồng và màu đen, anh em thích màu nào thì chốt vào việc vào chung kết ngay. Anh em nào vào chung kết nhanh gọn lẹ thì nhắn Zalo cho em nhé, 0911003229 này để đặt hàng. Đấy, khi nhắn tin không được thì gọi cho em một câu, gọi không được thì nhắn tin nha các bác nhá. Tiếp theo thì giới thiệu hai sản phẩm tiếp theo, đây là Galaxy Lốt 10 Plus. Hiện tại thì Lốt 10 Plus vẫn là một trong những dòng điện thoại rất đáng để sử dụng trong năm 2023 này. Bởi vì sao? Bởi vì tính năng và độ thiết kế của nó vẫn là đạt đến đẳng cấp của sự thiết kế. Cái này thì màu đa sắc này anh em này, màn 6,8 inch theo lối màn hình vuông như này, rất đẹp luôn, cầm trên tay cực kỳ sang trọng. Cái này thì loa của nó là loa kép, hai sim vật lý và hỗ trợ 5G. Đấy, RAM 12GB và ở trong là 256GB, cấu hình rất cao các anh nhá. Cây Lốt 10 Plus màu đa sắc này hình thức đẹp 98%. Thì em bán cây này với cái giá là bao nhiêu? 6.500.000, tặng ốp lưng sạc cáp dán màn hình đầy đủ hết cho anh em. Đây, cây Galaxy Lốt 10 Plus màu đa sắc. Ngoài ra em còn một cây màu trắng mộng mơ. À đây, màu trắng gọi là thuần khiết nha. Đấy, màu trắng thuần khiết dành cho anh em nào gọi là thích cái loại này. Màu trắng thuần khiết này thì hiện tại cũng đẹp tầm 96,69 đến 98%. Thì em đang bán cũng là 6.500.000. Đấy, dòng Galaxy Lốt 10 Plus phiên bản Hàn Quốc, hai sim hai sóng, hai sim vật lý, RAM 12/256GB, 6.500.000 anh em nhé. Anh em nào chốt dòng Lốt 10 Plus này thì gọi cho em. Tiếp theo sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu đến cho các bác, đây là dòng Galaxy Lốt 10 nhỏ này các bác này. Lốt 10 nhỏ phiên bản Mỹ. Đấy, Lốt 10 nhỏ phiên bản Mỹ. Hiện tại thì hôm qua có cây màu đen thì có bác xúc luôn cây màu đen rồi. Hiện tại thì còn 4 cây màu đa sắc này có nhá. Về hình thức của máy thì máy zin chuẩn chỉ, em cam kết với các bác zin chuẩn chỉ 100%. Viền phe phẩy nhẹ một chút ít, không đáng kể các bác nhá. Máy zin chuẩn chỉ và viền phe phẩy nhẹ này. Đây là cây Galaxy Lốt 10. Lốt 10 này thì theo lối màn hình gọi là cực kỳ hiện đại luôn. Con này cầm rất sang trọng và nhỏ gọn này các bác này. Màn hình con này thiết kế của nó là 6,3 inch. Đấy, màn hình mà màn hơi bo cong một chút và tràn viền, cực kỳ hiện đại luôn. Con này thiết kế quá đẹp và đẳng cấp. Các bác nhìn chưa? Không phải em khen hay đâu, nhưng mà cái máy nhìn nó chất lượng như này, các bác nhìn cái màn hình nó cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Lô này của em là lô phiên bản Mỹ. Bản Mỹ thì anh em chỉ dùng được một sim thôi. Một sim, nhưng mà hay cái nó lại chạy con chip Snapdragon là 855, con chip rồng các bác nhá. Cái này thì RAM 8/256GB, mọi chức năng hoạt động OK hết, màn hình đẹp trong veo luôn. Không ám ố, không lưu ảnh và mọi chức năng này em bao full hết. Bao full, bao zin chuẩn chỉ. Lốt 10 5G, Lốt 10 nhỏ. Này, em đang bán với cái giá là 4.800.000 các bác nhá. Bác nào mà yêu thích dòng Galaxy Lốt 10 thì các bác gọi cho di động MV để đặt hàng. Đấy, đây là toàn bộ tất cả những sản phẩm hôm nay mà em muốn giới thiệu đến cho anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh, bấm rất là nhanh thôi và bật chuông thông báo lên. Thì hàng ngày em sẽ livestream review về các dòng điện thoại của cửa hàng. Các bác sẽ bấm mà theo dõi. Đấy, chốt cây nào thì báo cho bên em. Bên em thì bán tiêu chí là tiền là 9 mà uy tín là 10. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.